nhân là chuyện do mình quyết định. Chờ được 29 anh chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Mời bạn nam. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Đầu tiên mời bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em tên là Ngọc Hạnh, 29 tuổi. Hiện tại em đang làm quản lý tại công ty nghiên cứu thị trường. Công việc chính của em là làm việc với lại các nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Rồi, quê em ở đâu? Dạ em sinh ra ở đây. Rồi bạn trai mời em giới thiệu. Dạ em tên là Thọ, Phạm Hữu Thọ. Năm nay em cũng 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý giám đốc sản xuất của công ty gỗ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Nhưng mà làm ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại em đang làm ở Củ Chi. Củ Chi? Dạ. Cũng gần Tây Ninh mà. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Cũng 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Dạ. Mối tình nào mình nhớ nhất? Đó là mối tình thời sinh viên. Không, cái mối tình xa rồi. Nhưng mối tình gần đây nhất nè, là bao lâu rồi? Cách đây khoảng 2 năm. Qua các mối tình như vậy, bạn rút kinh nghiệm như thế nào? Tại sao mình phải chia tay những mối tình như vậy? Có lẽ là do em quan tâm bạn gái đó quá mức. Nhiều lúc quan tâm quá mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Quan tâm quá thì thích chứ có gì đâu mà. Cái đó em cũng không hiểu. Bạn gái đầu tiên á là em quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quan tâm nhiều có thể là bạn nữ cảm giác có thể là lạ. Không phải lạ nhưng mà quan tâm nhiều quá, giống như mình theo dõi nhiều quá. Nói người ta cảm thấy bị bức bối. Bức bối gì đó, mình bó buộc người ta quá. Không, không bó buộc, anh chỉ quan tâm hỏi thăm thôi. Chứ em cũng không ràng buộc. Còn mối tình mấy mối tình sau là không quan tâm nữa. Nên đi luôn. Đi luôn. Rồi, vậy là hiểu rồi. Bạn gái, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em có là 3 mối tình. Chia tay cái mối tình cuối cùng cách đây bao lâu? Cũng khoảng gần 1 năm. Trong 1 năm vừa qua thì mình không có mối tình nào hết. Thật ra thì cái môi trường của em thì em gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều. Đúng rồi. Em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở cái chữ duyên á chị. Tại vì nhiều khi mình gặp nhưng mà mình là không có cảm xúc. Nhiều khi người ta gọi là không có phản ứng hóa học nó xảy ra á. Thì em gặp rất là nhiều người và cũng có những người là kiểu như là độc thân. Hoặc là những người mà cũng muốn tiến đến nhưng mà kiểu như mình không có cảm xúc thì nó cứ vậy á chị. Bản thân là em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Giả sử mà có thêm một người nữa thêm vào á thì em nghĩ cái đó là nó cộng thêm thôi. Còn nếu không có thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Ủa, 29 tuổi không muốn lấy chồng hả? Không phải là không muốn lấy chồng nhưng mà ở nhà em thì gia đình em quan niệm hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chỉ cần hôn nhân đó là mình cảm thấy hạnh phúc. Thì dù mình 29 hay là mình 30-31 tuổi thì chuyện đó thật sự nó không phải là mà quá nghiêm trọng. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Chờ 1-2 năm nữa thì không, đúng là không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà 29 mà lên tới 39 thì cũng hơi mệt mỏi. 39 thì chắc là em nghĩ là hơi lố tại vì thì đó, nên mình phải lo từ bây giờ chứ em nó không quan tâm sao được, đúng không? Dạ, thật ra thì em nghĩ là quan tâm ở cái khía cạnh đó là em chú ý bản thân em hơn. Có nghĩa là mình biết những cái kỹ năng hay là những cái gì mà mình cần để mình chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này. Ví dụ như là về tài chính hoặc là về cái cách mà cư xử. Thì đó là những cái mà em nghĩ là mình khi mà mình sẵn sàng á. Thì nếu mình tìm được một đối tượng phù hợp thì chắc chắn là cái chuyện mà đến với nhau nó là chuyện dễ. Em thì em không có giống như một số bạn thì sẽ rất là lo lắng, sốt sắng, sợ là chết men rồi không ai cưới mình rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lanh lắm đó. Bạn trai bên kia nghe bạn gái nói quan điểm của mình thì thấy như thế nào? Dạ em thấy cũng ok chị. Cũng có một phần giống em. Tức là cũng muốn có một cái tài chính ổn định. Bạn gái bên kia muốn tìm bạn trai của mình như thế nào? Cái đầu tiên sẽ là chuyện là phải rất là chín chắn và trưởng thành. Tính tình thì sẽ là điềm đạm. Tại vì thật ra tính tình của em thì em có thể điềm đạm. Nhưng mà bản chất gốc thì em cũng không có được hiền cho lắm. Mình bên đây thì rất là điềm đạm, rất là trầm. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa bạn gái? Thật sự cái này thì nói cũng rất là thẳng thắn luôn rồi. Có nghĩa là hai người phải có đảm bảo về tài chính mà phải tương đối ngang bằng với nhau. Thì nó cũng tạo điều kiện để cho tinh thần mình thoải mái. Ví dụ như là đi chơi hoặc là đi du lịch thì cái chuyện đó nó rất là dễ. Và em nghĩ là cái cuối cùng sẽ là cái chuyện là một người đàn ông có lòng vị tha. Tại vì trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều sai lầm. Ai cũng sẽ có sai lầm chứ không thể nào gọi là trọn vẹn được. Thì nếu mà có lòng vị tha thì mới đi đường dài được. Còn nếu không thì sẽ rất là khó để có thể là hòa hợp với nhau. Sao anh? Tài chính nó cũng đủ mạnh để mình đi du lịch rồi đó. Vẫn đảm bảo đầy đủ. Có thể lo cho vợ và một người con được không? Dạ được. À, vậy là cũng ổn rồi. Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em muốn tìm một bạn nữ như là tóc dài, nước da trắng chút xíu. Nếu được á thì bạn đó bù lại cho em chút xíu là nó nói nhiều chút xíu. Đó. Thấy rồi đó, có đó, dạ. Nhiều hơn đó. Yên tâm. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Dạ, chỉ vậy thôi.
Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Em rất là dễ hòa hợp với lại người khác, rất là dễ gần, cũng như là em rất là kiên nhẫn để hiểu người khác như thế nào. Còn nếu mà gọi là trong chuyện mà quen nhau như là bạn trai bạn gái á, thì thật ra là em là người luôn chủ động và tạo ra những bất ngờ cho bạn trai. Em hay giận, nhưng mà khi mà giận xong thì để chừng nửa buổi hoặc là mấy tiếng là tự em sẽ hết giận thôi. Không sao, gái giận hờn vu vơ tí cũng được. Thế bạn trai, nếu bạn gái cứ hay giận hờn hoài, mình có chiêu nào làm cho bạn gái hết giận không? Có thể là đi ăn uống, xem phim. Nếu mà giận dữ quá thì có thể là chuyến du lịch nào đó để so dịu đi. Anh có ưu điểm, khuyết điểm gì? Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà có thể dẫn tới thái quá chút xíu. Thái quá là sao? Chiều quá. Chiều quá đó hả? Ví dụ có thể là tối nhắn tin, sáng nhắn tin, hỏi thăm cũng nhiều vấn đề. Vậy được mà, thích mà. Bạn gái có thích bạn trai không? Đừng có nhắn tin nhiều quá, quan tâm nói chung mình là nhiều vậy không? Người ta cũng bận nhắn tin hoài, người ta đâu kịp trả lời đâu. Phải thôi chị, tại vì ai cũng có cuộc sống bận rộn hết. Đúng rồi. Ngộ lắm. Thì nhưng mà mấy cái đợt sau này là em rút kinh nghiệm là em ít lắm. Bởi rằng con gái cũng rắc rối lắm. Không nhắn á, thì cũng nó sao không, ta không quan tâm mình. Mà nhắn nhiều á, thì cũng bởi vì nó khó lòng lắm em. Cố gắng nha. Khó lắm. Cô bên này nhìn khó chịu lắm. Dạ. Bạn có muốn kết hôn chưa? Gia đình cũng hối thúc nhiều. Lúc nào cũng nghe nói hết rồi. Riêng sợ về luôn. Nếu tìm hiểu thì bạn muốn bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 năm, 2 năm. Nếu mà cảm thấy hợp với nhau thì mình tiến tới thôi. Bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Cái hình xăm á, thì ở đó em không thích. Có xăm mình không bạn? Dạ, chỉ vậy thôi chị. Dù nó yêu quá thì sao? Đơn anh trên đây rồi sao? Những cái điểm xăm mà có thể là nó giấu đi chút xíu á, thì không sao, đừng lộ liễu quá. Được, anh đây hiền á, hiền hậu dễ thương. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? À, dạ em đi với lại em gái em ạ. Không, gặp em gái nào? Dạ em chào ạ, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em ruột của chị Hạnh. Thì em có nhận xét là anh này cũng chín chắn, ngoại hình thì ưa nhìn. Cũng có chí làm ăn. Theo em thấy thì cũng tạm ổn với chị Hạnh. Em nói gì cho em gái tin tưởng chút xíu đi. Thật sự em cũng không biết nói gì giờ nữa. Nói sao để em gái tin tưởng, có thể nói thêm với chị đó. Nếu mà hai người có thể tiến tới hôn nhân á, là anh chắc chắn đảm bảo một điều là bạn nữ bên kia sẽ không khổ và có thể là có một người chồng rất là tốt. Vậy được rồi, quá được. Để kiểm tra xem cô gái bên thế này rồi ha. Dạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Chào anh. Hôm nay lâm rồi nha. Lâm lắm. Hôm nay về coi như làm trụ cột á. Anh thương thiệt lắm. Vấn đề đừng ăn hiếp là được rồi, tội nghiệp em của anh nha. Trời, dễ thương lắm. Dạ, được rất rồi. Là dễ thương à. Quan trọng là bây giờ ta cho dạ, hai bạn hai người gặp nhau đi nha. Dạ. Kéo màn lên. Ráng nha, ráng thuyết phục cô ấy bấm nút nha. Này không biết thuyết phục sao đây. Cái kệ tùy bạn thôi. Nào, bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Dạ. Cảm ơn anh. Ủa sao anh biết em thích gấu bông vậy? Mua gấu để lưu giữ được lâu. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hiện tại thì anh nói là anh làm trợ lý cho công ty gỗ á. Thì cái công việc của anh thì thời gian anh đi công tác có nhiều không anh? Không, hầu như là mình không có đi công tác nhiều. Dạ. Không biết là anh có câu hỏi gì cho em không? Anh muốn hỏi em về cái quan điểm mối quan hệ giữa hai người nam và nữ thì em nhận định như thế nào? Thật ra em thì tin vào tình thương nhiều hơn là tình yêu. Tại vì yêu thì nó chỉ lên đến một đỉnh nào đó thì nó sẽ đi xuống dốc. Còn đối với lại thương thì nó sẽ là một cái quá trình mà nó khá là bền bỉ và nó duy trì được lâu hơn. Còn về anh thì anh cảm thấy nó là giống như sự chân thành và chia sẻ về công việc, về xã hội, về gia đình. Khi mà đi đến hôn nhân á, thì anh nghĩ là nó dựa trên nhiều về cái sự chân thành và hai bên cảm thấy với nhau như thế nào, có tiến tới được hay không. Em thì nghĩ là nó sẽ thêm một yếu tố nữa là sự hòa hợp anh. Tại vì nhiều khi chân thành á, mình rất là thành thật, nhưng mà nó sẽ phải là một cái sự hòa hợp thì anh sẽ thấy nó đồng điệu. Và như vậy thì nó sẽ đi với nhau là trên đường dài. Em có câu hỏi cuối cho anh thôi. Điều gì anh ghét nhất ở phụ nữ? Xe xua đi đòi. Cụ thể là gì vậy anh? Thì có thể là mình hiện tại mình thấy bạn bên kia có cái đồ giá trị hơn mình á, thì mình bắt buộc mình phải mua được cái đó cho bằng được. Hoặc là mình trang điểm quá lè lẹt, nó sẽ thành đấy. Hỏi thật là anh có thấy tim mình xao xuyến hay rung động chút xíu gì không? Rất là nhiều. Đập thành thật luôn á. Bạn nữ khá là xinh. Đối với em thì em nghĩ là anh là một người khá là thành thật. Cũng như là chân thành, giống như là cái mà trước giờ anh vẫn nói và vẫn thể hiện. Thì nếu mà em không có duyên làm người yêu của anh á, thì em nghĩ là nếu mà làm bạn với anh á thì cũng là một cái em cảm thấy rất là may mắn.
nhiều người đó làm bạn không á. Tới đây á, mình gặp nhau là cũng có thể là một cái duyên rồi. Thì nếu được á, thì mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, hiểu nhau nhiều hơn, mình có thể tiến tới hôn nhân hoặc lâu dài hơn. Rồi, bây giờ thì quyết định thôi. Tuy rằng có 3 tiếng đếm nhưng rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Suy nghĩ nó sẽ là một ngày rất đẹp để hai người tìm hiểu nhau. Có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cô gái không bấm anh ấy dễ thương mà? Em thì em đồng ý với anh là anh này rất là dễ thương. Thật sự là cái cảm xúc mà em ngồi đối diện với anh này là của một người bạn. Nếu em không cảm thấy là tim em đập bình bịch thì em nghĩ là làm bạn trước đó thì nó sẽ dễ hơn. Rất là đúng. Dạ. Anh nghĩ rằng chúng ta hãy thật với nhau ngay những giây phút ban đầu. Biết đâu sẽ là người bạn tốt và điều gì đến nó cũng sẽ đến thì sao? Đó là quyết định của hai bạn, chúng tôi luôn tôn trọng. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và chúc hai bạn sẽ thật thành công trong cuộc sống. Ủa, bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ, tuổi thầy chị ơi. Trời, tính xung rồi chắc em. Trời ơi, xung là không được hả? Dạ. Những người làm mai mối mà khi người ta không đồng ý thì mình cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà luôn tôn trọng quyết định của các bạn ấy. Tình yêu không thể ép được. Đúng tình rồi. Yêu phải đến từ con tim đập. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mang. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Chào anh Nguyễn Linh ạ. Chào bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Bạn nam giới thiệu về mình đi cho bạn nữ bên kia nghe luôn. Dạ, em tên là Cao Chí Tài, hôm nay 28 tuổi, là dân Củ Chi, đang làm Củ Chi và nhà dưới Củ Chi. Đang làm nghề gì bạn? Dạ, em là nhân viên bảo trì công ty Kiềm Nghĩa. Rồi. Bạn nữ mình giới thiệu về mình đi. Em tên là Phương Thảo, hiện nay em 24 tuổi nhâm thân, 24 tuổi. Hiện em đang sống, làm việc ở tại Hồ Chí Minh, quê gốc ở em ở Bình Định. Mình vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ nhỏ rồi chị. Mình 24 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì trải qua một mối tình chính và vài ba mối tình phụ. Thôi mình nói có chính rồi. Mình chia tay bạn trai cuối cùng của mình là bao lâu rồi? Nếu mà mối tình đầu tiên của em á, thì chia tay cách đây 2 năm. Còn mối tình quen gần đây thì trước Tết. Lý do tại sao lại chia tay? Tại vì không hợp tuổi, tuổi kỵ tuổi, ba mẹ không chấp nhận. Ồ, ba mẹ ai? Ba mẹ mình hay ba mẹ người đó? Dạ, ba mẹ em. Ủa, về tuổi nào mới hợp? Dạ, tuổi Thìn hoặc tuổi Tý. Ủa, bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ, tuổi Tỵ chị ơi. Tỵ hả? Trời, tỵ thì xung rồi chắc em. Trời ơi. Xung rồi hả? Dạ. Xung là không được hả? Dạ không. Cái này khó nha. Nhưng em ơi, em thử gặp anh bên đây thì em sẽ thấy rằng tí tì 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 gì đó rồi cũng không có khắc gì đâu em ơi. Trời ơi, nhiều lúc em quen mấy anh đẹp trai, nhà giàu học giỏi nữa nhưng mà không hợp tuổi em cũng đâu có quen đâu anh. Thì ngoan hiền rồi chưa trơn dạ, là mai mốt cục hứng hết trơn rồi. Tức là tì là không được hả? Dạ không. Chắc chắn gì luôn đó hả? Dạ chắc chắn luôn. Thí dụ giờ nè, anh nói nghe, hai người yêu nhau dễ sợ luôn, mối tình kéo dài một thời gian rất dài, chuẩn bị đám cưới. Lúc đầu thì anh giả bộ anh nói cái tuổi là hợp với em đi, thôi tuổi Tý đi. Nhưng khi chuẩn bị đám cưới hết rồi, lòi ra Tỵ. Ngày mai cái là đám cưới thôi, nay nói thật với em là anh không phải tuổi Tý, anh tuổi Tỵ rồi sao? Thì anh đó phải thuyết phục với ba mẹ em như thế nào chứ. Nếu mà ba mẹ em chấp nhận thì em cũng chấp nhận. Còn ba mẹ em không chấp nhận thì sao? Thì em cũng nghe lời ba mẹ em. Là quỷ đám cưới luôn. Đại văn Bình Định cứng rắn lắm anh. Cần quá. Hôm nay em có đi với ba mẹ không? Dạ không, em đi với mợ của em. Mợ cho gặp hả? Mợ chút đi. Dạ à, em. Dạ. Mợ đó hả? Dạ. Mợ trẻ quá. Dạ em chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào mợ. Tất cả mọi người. Mợ thấy sao mợ? Dạ em cũng nghe thấy căng quá. Dạ ý mợ sao? Mợ nói vài câu với cháu mợ rồi mợ. Thật sự thì tuổi tác thì nó cũng quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở cái mình có hợp với người đó hay không, người đó có đem lại hạnh phúc cho mình hay không. Thật sự cậu với mợ cũng là khắc đây, cũng khắc khẩu, ông nội không chịu nhưng thật sự về 10 năm rồi vẫn hạnh phúc. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nên là nghe thì rất là bất ngờ. Mợ nói với cháu mợ đi mợ. Cố lên con, nhiều lúc khắc nhưng mà trong cái khắc nó có cái hợp. Nên là mình cũng không thể nào mà
cự tuyệt. Vấn đề cái tuổi nhưng mà kêu cái hợp cái mạng. Chứ còn nếu mà nói kỵ tuổi, bao nhiêu con người trên đây ta lấy nhau. Nghe mợ chưa? Trời. Nghe mợ nói chưa? Nghe mợ một phần thì cũng em cũng có khoảng là 20%, nhưng mà còn hỏi coi phải tính tình như thế nào nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, nói vậy, gì nghe nhẹ nhõm. Cửa chân còn gì đâu mà tính giải tán luôn rồi đó. Mợ, bây giờ mợ nói nếu mà hai người yêu nhau thì mợ sẽ về thuyết phục và phụ với bên kia được không? Thì Thảo cảm thấy nếu mà trong cái ngày hôm nay mà mình có duyên với bạn trai bên đây thì mình tìm hiểu mà được thì nếu mà con chịu thì mợ sẵn sàng để hỗ trợ và nói chuyện với ba mẹ đó, để ủng hộ. Trời ơi, cảm ơn mợ nha, đỡ bạn trai bên đây ta chưa kịp nói gì hết trơn à, quăng câu nó không hợp cái người ta im luôn à. Chờ, chào chị. Hãy giờ cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ nói chung là cũng có hụt hẫng vậy. Hụt hẫng á, trời ơi. Em rất là tự tin, không sao hết. À, hụt hẫng nhưng rất tự tin, không sao hết. Dạ à, cảm ơn mợ đi kìa. Dạ cảm ơn mợ nhiều vậy mợ. Không phải có mình bạn hụt hẫng đâu, tôi ngồi tôi cũng hụt hẫng, tôi im luôn á. Anh Linh dạ. Phải qua cứu tôi đó chứ, tôi ngồi tôi im luôn rồi. Tôi thấy keo này tôi chưa nói gì tôi thua rồi. Em cũng chưa nói gì hết cho chị. Rồi bây giờ em nói đi, điểm mạnh điểm yếu gì mình phô diễn ra nhiều xíu nha. Ừ đúng rồi, cái gì nói tốt rồi coi cho cô gái bên kia biết đi. À, điểm mạnh của em thì em rất là thích hát. Tiếp tục. À, thì em thích nhất là thể thao, nói chung là em có đi tập gym như chạy bộ. Đúng rồi, giống như siêu mẫu Minh Thành đó. Dạ thì em nói chung là em rất đi với mấy công tác từ thiện anh chị, hay giúp đỡ mọi người, thì em rất thích đi chùa. Điểm yếu là gì? Nói chung là con người em rất là thà, sống rất là tình cảm, có nhiều khi người ta lợi dụng mình không biết. Bây giờ tình hình nó cũng hơi căng. Dạ. Mình hát một bản tặng bạn gái cho. Dạ. Tình hình nó xoa dịu lại, biết đâu âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Dạ. Nha, xin mời. Dạ, hôm nay vì cũng đến với chương trình thì em cũng không biết hát bài gì, nên em đã học ở nhà một bài hát Bông Hồng Gáo để gửi tặng cho tất cả mọi người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, đời đời mình không lớn không thêm, như mặt trời thiếu ánh sao đêm. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em nay có dắt mẹ em theo ạ. Ồ, dạ. Có mẹ nữa. Dạ, có mẹ em theo ạ. Chào bác. Chào bác ạ. Dạ, chào chú Vận Linh và cô Quốc Tường. Dạ. Dạ. À, bác thấy cô gái bên kia thế nào bác? Cô thấy bé bên này được lắm mà sợ nên nó không thương con của bác. Bác thấy tuổi tác sao hồi xưa giờ? Người lớn mình thấy tuổi tác không hợp rồi có sao không bác? Đối với cô thì không quan trọng. Thì thấy hai đứa nó thương nhau gì đó, nó làm ăn được thì cô mừng cho. Dạ, nhưng mà giờ muốn con mình lấy vợ chưa? Thì nó ưng đâu thì cô nên cưới đó chứ giờ sao. Cưới gì có làm dâu không cô? Thì ăn thua hai đứa, nếu muốn làm dâu thì làm, còn không muốn thì cũng không sao. Trời ơi nghe dễ quá. Rồi cảm ơn cô nhiều. Rồi em tự giới thiệu giùm mình một tí. Ưu điểm của em là hoạt bát vui vẻ, gặp người lớn thì chào thưa ở đàng hoàng. Thì em cũng muốn một người cũng kính trọng người lớn, biết quan tâm gia đình. Còn nhược điểm của em á thì nói chung nó ăn được nhưng mà không được ngon. Em thì hay khóc nhẹ, đụng một tí mà ấy một tí là em hay khóc. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người bạn trai là cao trên 1m6, hiền như anh Nguyễn Linh, la vi như anh Nam Cường. Ôi ơi, điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích đàn ông gia trưởng. Em thì sống theo kiểu hiện đại, sống thoải mái, không thích bị gò bó. Rồi em thích đàn ông thì ví dụ bạn bè rủ đi nhậu nhẹt nhưng mà phải biết kiềm chế, uống phải biết chừng mực, biết đường mà về. Bạn trai có nhậu nhiều không bạn? Dạ em không biết nhậu chị ơi. Vậy quá tốt. Quá tốt ha. Quá tốt. Thấy chưa, người ta được hết trơn rồi, cái tuổi tác có nhầm nhò gì đâu. Trai này hiền lắm á. Thôi mình cho hai người gặp nhau đi. Hai người gặp mặt đi, bạn suy nghĩ về tuổi tác nha. Tuổi tác không có vấn đề gì đâu bạn ơi. Hợp tuổi coi tuổi rồi lấy nhau cũng chia tay như thường. Mời hai bạn. Em chào anh. Dạ chào em. Hôm nay em có quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cao ráo, nhìn cũng tướng như giám đốc. Tướng gì? À, tướng sang. Vậy anh quan niệm như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Thứ nhất là hãy chân thủy, thứ hai là tin tưởng,
Dạ chính xác, điều đó rồi, em cũng đúng cảm. Anh cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ với em. Thông cảm. Mà nói chung là anh nói thật nha. Dạ. Anh thì nói chung là anh đi làm suốt. Một tháng là có 30 ngày. Thì anh hết làm hết 30 ngày luôn. Còn em cũng vậy. Em thì làm trong hàng tuần, chủ nhật em nghỉ. Chủ nhật có lúc em dành cho gia đình, có lúc em dành cho bạn bè. Chủ nhật thì em hay đi chơi. Ví dụ như lâu lâu 1-2 tháng, ví dụ rảnh thì mình gặp nhau, còn không rảnh thì thôi. Chứ em không ép buộc là một tuần phải gặp bao nhiêu ngày đó. Em không cần quan tâm. Miễn sao sống với nhau, yêu nhau, tin tưởng nhau là được rồi. Nói chung thì anh sẽ dành thời gian nhiều nhất cho em, nếu có thể. Dạ. Bây giờ cái vụ tuổi đi. Bạn nhau vụ tuổi sao? Nếu mà em nói về quan niệm tuổi ha, dạ, thì anh sẽ nói cho em biết. Theo đạo Phật của anh á, thì tuổi tác nó không quan trọng em. Người ta nói chỉ cần yêu thương. Yêu thương á, có thể dẫn dắt hy sinh. Hy sinh là hãy làm được tất cả hết. Còn em nói về cái tuổi khung tử khắc á, thì bây giờ theo quan niệm hiện đại rồi, nó không bao giờ nghĩ nữa. Thì anh chỉ biết cái đó là không có ý nghĩa gì hết. Nói chung là anh thuyết phục được em rồi đó. Đơn giản vậy thôi hả? Làm hồi đầu vô tôi hú hồn à. Ít nhất là mình phải tạo ấn tượng cho nó nóng một tí, xong mình mới dịu mới hay nữa. Ví dụ giờ anh thuyết phục không được ba má luôn, thiếu một được em rồi, năm nay hai cưới yêu đó, nhau rồi, tình cảm hạnh phúc rồi đó. Năm nay cưới chịu luôn, sẵn sàng bên gia đình đàn trai xong hết rồi đó. Giờ ba má em không chịu, tính sao? Không chịu thì anh phải làm sao thuyết phục cho ba mẹ em chịu? Thí dụ ba mẹ không chịu luôn. Ba mẹ không chịu thì em, nếu mà em ba mẹ không chịu mà em làm bướng á, cãi luôn, cãi lời cha mẹ, nhưng em không thích. Tại vì ba mẹ em nói sao phải nghe vậy, tại vì ba mẹ là người đi trước hiểu vấn đề đó. Ba nói chung là mọi chuyện trong gia đình của em á, thì em nghe lời ba mẹ em hơn. Thôi bây giờ nói gọn câu là nếu mà ba mẹ em không chịu là chị coi tài, như chia tay. Nói chung là do duyên số chưa tới thôi, chứ không phải là chưa có duyên, chưa có nợ với nhau thôi. Gặp nhau cái này là cái duyên thôi, nhưng mà ba mẹ không chấp nhận nữa thì coi như là mình không có nợ. Không có nợ thì vẫn là bạn bè bên nhau bình thường. Ba mẹ coi như là ông trời. Hôm nào nếu mà cần thiết em có về nhà anh cũng tới nói chuyện với ba mẹ em chút xíu nha. Dạ trời, em còn mong anh chị xuống về thưa ba mẹ em giúp giùm luôn. Rồi trước tiên là để ảnh trước cái đã, nhưng dạ, tới ảnh là đã thuyết phục được ba mẹ đi, em rồi đi nha. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không bấm chậm gì cô gái. Cái nước bấm đó ăn. Nó không ăn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ nó không ăn thì sao? Không ăn thì thôi, ra ngồi quen gặp nhau. Trời ơi, ghê gớm, cô này cũng ghê gớm lắm. Nắm tay nhau đi bạn. Dạ. Nào, chúc hai bạn sẽ có thời gian bên nhau, dạ, tìm hiểu nhau. Anh nghĩ rằng hai bác đang xem truyền hình thì hai bác cũng hiểu được đó là ý niệm ngày xưa thôi. Bây giờ thì quan trọng là con cái yêu nhau là được rồi, hay sống ở đời ở kiếp nhau được rồi ha. Dạ đúng rồi. Ha? Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dạ, dược Relax. Rồi, hãy nắm tay cho cô gái xem phim. Trong chương trình này thì em cũng cảm ơn chị Cát Tường, chị Anh Quyền Linh với tất cả mọi người ở đây ủng hộ, cổ vũ cho tụi em. Thì em cũng mong là tất cả các bạn khác thì cũng được như em, cũng có hạnh phúc riêng của mình, cũng biết nắm bắt thật chặt hạnh phúc của mình. Thì em cảm ơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Rồi, cái điểm mà là với không gọn gàng, ở dơ mà không gọn gàng thì còn mệt dữ nữa. Với nóng tính, ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính, cái là ta. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Chào anh. Xin mời nhà gái. À, mời đi cưng. Rồi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. Dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy, sửa rửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80-100 mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia.
Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Rồi rất là giỏi nghe em. Còn bên Nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết. Tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm, kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm mà ra với không gọn gàng. Ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Nóng tính. Ở dơ không gọn gàng, ta nói cái nóng tính. Cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới là mình phải chăm chút cái đó. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ, cáp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ luôn. Đúng á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voi của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kìm cái được cái cành nào thẳng nó chắc rồi nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rủ cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được. Thì không thể được. Dạ không thể được nữa. Giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có. Cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm, chăm sóc giùm. Dạ. Tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi đến quan coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác thì cũng được. Chào chú sao là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi, thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không?
cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con. Con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu. Và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có. Với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Hả? Mang dài 7 phân lên từ giờ ta mang cả tất không à. Thành à, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ, nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh. Với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ, nhưng tại để râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ, anh chào. Chào anh. MC Quỳnh Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây. Mà tôi thấy là cô này là dễ thương ạ. Ngon à. Ngon à. Trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Ừ, nước này nước D à, chứ không phải nước. Đó, hết chính xác, chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chứng đò. Anh thấy là nó hợp. Thì em và Bích thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng. Để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ, với ồn ào đồ, đúng không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Dạ, anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi, nó đúng cái mùi của mình hay không? Cái gu mình không đúng không? Tình lâm cho nó thơm coi đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, dễ thật dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào mở ra luôn, Đào, thử luôn Đào. Em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo luôn. Coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn đi. Dạ. Chị ấy cái cổ anh ra cưng, ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn có điềm rồi nghe, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi, hai đứa chụp tấm hình luôn đi, giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều, vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng rồi, hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, dạ, cái nào mắc. Vậy kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không, dạ, quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Ở Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo, dẫn người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về mà. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới? Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở.
Em hỏi thử đi, nó anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng đậu được đúng không? Cứng được, cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác này thôi, thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa, cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa, chứ em cũng sợ. Đúng đó. Dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm xin phép đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng, nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung hoàng. Nhớ đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy, một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi xong hết thời gian rồi. Đào rất là nhanh nhạy nha, một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói với các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, đặt một nụ hôn đầu tiên đi. Hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi, hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Rồi, nào hãy đưa nhau đi đến bất cứ nơi nào mà mình yêu thích. Hey, như vậy là chúng ta đã thấy cặp đôi đầu tiên họ đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được không? Tóc gọn ha. Dạ. Này quá gọn ha. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh chứ con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống giống tóc tôi. Trời chú. Đó. Con có thích cái tóc mà mái chấm thích vậy không? Thích tóc chú tôi. Hôm qua là chú lấy cái rổ á, con chú úp lên. Tóc anh đây cũng ngang vậy đó. Thì nó không bằng chú thôi. Cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm tới người khác. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi trai. Xin mời nhà gái.
giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên kia và quý vị khán giả đang xem chương trình. À, con tên là... Quên tên luôn hả? Con tên là Thanh Tùng. Cái gì Thanh Tùng? Nguyễn Thanh Tùng. À, con đến từ đâu? Con đến từ Đắk Nông. Con làm gì Tùng? Con cái nghề con thì làm vườn thôi. Con năm nay 29 tuổi ạ. Vườn con trồng gì vậy Tùng? Dạ, vườn con trồng cà phê. À, tiêu, điều cao su. Là vườn nhà của con hay gì Tùng? Dạ, vườn của con ạ. Ồ, bao nhiêu mẫu con? Trước kia là nhà con có 10 mẫu. Nhưng mà sau này em gái con lập gia đình. Chia là chia cho mỗi đứa em gái 5 sào. Và lấy chồng cho một đứa em gái, mỗi đứa một cây vàng. Bốn đứa em gái thì đã lập gia đình hết rồi. Có lý lịch rất ngang đàn trai vậy đó. Bộ mà nha. Còn vậy đó. Ừ. Rồi giờ mình giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Con tên Đinh Thị Trang, năm nay con 28 tuổi. Làm nhân viên văn phòng, con làm ở bên Thủ Đức. Chị quê con đâu? Dạ con ở Đồng Nai. Đồng Nai là huyện nào? Huyện Định Quán, có đá ba chồng ạ. Bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Tùng. Ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính rất tự lập. Thứ hai là con làm việc rất trung thực. Bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó. Đúng. Hoàn thành tốt nó. Hòa tốt. Dù nó có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó, nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện, để không bị sai sót nhiều quá. Rồi, con có điểm yếu gì không Tùng? Điểm yếu của con là hay lo mà có tính bi quan. Bây giờ con lo gì mà thấy con run quá vậy? Dạ, lo lắng liệu mình có thể hiện tốt trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là... Có chú người ngồi đây không lo gì hết, giờ thoải mái lên ha. Đúng rồi, rồi con bi quan cái gì nữa Tùng? Dạ, con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước. Con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến mức nào. Đúng, giống chú. Sau đó là mình... Mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó... Cái thí dụ thất bại thì sao ta? Mình dạ, tính trước rồi. Đi. Để khi tới đó mình đừng có sốc. Nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào, đúng không? Dạ. Tốt, không sao cả, đó không phải điểm xấu đâu con. Rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi, mình nói về mình chút xíu đi con. À, dạ, ưu điểm con nghĩ là con dễ gần với lại rất đúng giờ, rất nguyên tắc à. Với rất biết suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm con là hay quên. Với lại con bị cảm xúc nó chi phối nhiều á, là thiên về tình cảm nhiều hơn. Chứ là nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được. À, con xử lý bằng cảm tính. Dạ, chứ còn không xử lý bằng lý trí hả? Vâng. Con có sợ yêu xa không? Dạ không, con sợ yêu xa. Con nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nhiều hơn, với lại mình trân trọng cái giây phút đó nhiều hơn. Tùng đó giờ có mấy mối tình rồi? Từ đó giờ con có một mối tình từ thời học sinh. Tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là buồn. Mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm. Rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em, rồi con cũng lo đi học. Mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện ấy. Mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm. Áo trắng con mặc mà nó cũ thì cả đồ của con mặc là người khác cho. Chứ con đâu có được có tiền mà mua áo đem mặc đâu. Đồ con là cậu con cho con mặc lại. Cái khi đi học cái bạn gái thấy con, hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu. Lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn. Cái hai nơi gia đình nó nghèo nữa, đi học người ta hay nói nhà không có ba thì gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình. Đó, cho nên cái bạn gái ngồi cùng con, bạn động viên con nhiều lắm. Bạn động viên con học kêu rồi. Dù thế nào bạn phải học đi. Bạn phải vượt lên. Đừng vì vậy mà mình rồi nảy sinh tình yêu với bạn đó. Là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy. Từ đó lớp 6 đến lớp 9 luôn. Nói chung là con cũng thăng trầm, hỉ nổi, ố cũng trải qua nhiều rồi. Cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha. Con có trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi. Tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa? Con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha. Nhưng mà bạn không có tiếp nhận cái tình cảm của con. À, tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi. Ồ, vậy hai đứa con giống nhau quá. Thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào, người yêu của con?
À, dạ, cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm với người khác. Trưởng thành là có rồi đó nha. Ấm áp thì chưa biết chút xíu, con rờ có ấm không có luôn đó. Nha, quan tâm là có luôn, bởi vì nhà bốn em gái cô ấy đi học vừa làm để phụ gia đình đó. Phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em gái mà. Chào con. Chào cô. Rồi còn ngoại hình thì sao? À, chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi. Con cao nhiêu? Cao 1m55 thôi. 1m55 hả? Chứ con cao nhiêu? Con cao 1m69. Con 1m69 lận gần 1m7 đó con à. Yên tâm hả? Được. Con có thích đàn ông để tóc như thế nào không? À, dạ gọn gàng là được rồi. Tóc gọn ha? Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Chào chú. Chào con. Con có thích cái tóc mà mái chấn thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á, con chú úp lên. Tóc anh bên đây cũng ngang ngang vậy đó. Điều nó không bằng chú thôi. Thích người đàn ông như thế nào? Sáu múi hay là ốm yếu hay là mập mạp hay là sao đó? Không, có một chút thư sinh xíu. Dạ. Tôi được ước thấy thôi. Được rồi, được rồi. Con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào? Con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ, đối nhân xử thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình. Cái thứ ba đó là da trắng. Trắng. Cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ. Có thích gái đẹp không? Dạ. Đẹp hay dễ thương? Con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn. Đẹp. Thích dễ thương đúng không? Dễ thương được, cái nào cũng tốt hết chứ. Đẹp khác dễ thương nha ông nội. Đẹp. Ông nói tôi đi, tôi đẹp hay dễ thương? Cả hai. Con đi với ai? Dạ con đi với đồng nghiệp con. Đồng nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á, thì con thấy bạn là một người rất là thật thà. Ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa. Và trong khi đó công việc của bạn Trang á, thì đa phần là làm việc ở công ty. Cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm. Vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành cái thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên. Rồi cảm ơn nhà gái. Còn con, con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với mẹ con. Chào anh Nguyễn Linh và cô Hồng Vân. Tôi ở nhà cũng coi miếu rồi cũng khuyên nó nhiều lắm, cũng muốn về đăng ký rồi đi tìm vợ. Mà giờ nói thì nó ngặn ngào khó nói quá. Sao vậy? Sao có gì thì cứ hai con tìm hiểu má thấy được. Thế hả? Đấy, chú Quyền Linh với cô Hồng Vân mà làm mai cho con được rồi. Má cũng mừng. Rồi. Nói một vài câu với con dâu tương lai đi, cảm nhận cháu thế nào? Má thấy con cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn. Má có khuyên lời nào với con trai của mình không? Dạ, má khuyên là con trai cố gắng. Cố gắng chinh phục bạn này đúng không? Dạ. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. 14 đứa con gái, một người con trai. Giờ 4 đứa đi lấy chồng hết rồi. Còn đứa con trai trụ cột để lấy vợ má hạnh phúc chứ. Đúng không cô hả? Còn thằng con trai thôi, con dồn hết cho nó chai trượt. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Dạ. Rồi đứng lên tặng hoa đi, chết đứng nữa rồi, Tùng nó chết đứng luôn rồi. Chung mà anh đến từ đất nông xuống đây thì anh không có gì hết á. Chỉ có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em có một món quà này, trong đó là do tự em làm á, và em cũng nghĩ là nó hợp với anh. Anh có muốn mở ra xem chứ không? Mở đi, mở đi Tùng. Anh mở đi. Trên đây là những con hạt em gấp á. Và có con là sẽ có chữ, còn có con là không có chữ. Anh muốn bóc thử một con thử. Anh thì anh thích màu hồng. Em sẽ lấy. Rồi anh mở ra. Lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà anh bóc trúng con hạt này nè, anh chắc chắn không biết gấp nó đâu ha. Và khi mà anh mở ra, nếu mà nó không có gì á, trong tờ giấy này là không có chữ ha, là nó giống như là cuộc sống vậy đó. Là có những điều là mình, có rất nhiều điều là mình muốn nhưng mà
nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được. Bốc thêm một con nào có chữ nó đi cùng thử xem như thế nào. Không biết con nào có chữ. Thôi nào trong đó ghi em sẽ về Bình Phước với anh không? Thì rất mong không nha. Không có đâu ạ. Đó, cái đó nhiều chữ á, cô liếc sơ sơ. Anh đọc. Chúc anh bình bình an an, vui vẻ, vui vui, vẻ vẻ. Chữ em xấu lắm hả? Quãng đường phía trước. Đúng. Chúc anh bình bình an an, vui vui, vẻ vẻ. Quãng đường quãng phía đường trước. Phía trước. Ok. Con cũng có một ước mơ này, con đang. Con nói luôn đi con. Thay vì con viết, bây giờ con nói luôn đi, con ước cái gì? Ước mơ của con là muốn trở thành mở một quán cà phê cho riêng mình. Đó là những cái cà phê con làm ra. Vậy là quá tốt rồi, con cứ viết lên ước mơ của mình. À, để anh nói trước. Anh nói thiệt là anh là người nông dân thật, chất phác lắm. Nhưng mà không biết là trong tương lai anh và em có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không. Nhưng mà anh mong hiện tại chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em. Và ước mơ của em là gì? Con run hả con? Đời ai phải có ước mơ nha con. Em là cũng muốn là mở một cái giống như cái gì đó của riêng mình, giả sử như một cái tiệm may hay là một cái công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi. Mà hiện tại thì em chưa hoạch định. Chưa nghĩ ra một cái nghề gì để làm cho phù hợp. Quán cà phê đó là tốt. Đúng rồi, mở quán cà phê, quản lý quán cà phê đồ ha. Trao nhau cảm nhận thế nào đi, lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thì thấy anh hiền. Coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh thật thà. Và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành. Cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ nương tựa rất chi là vững chắc. Thì em nghĩ vậy. Anh cảm ơn. Anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không? Tại vì em hay quên, chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh, chứ xíu là em sẽ quên mất không? Anh cảm nhận em. Em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều. Em là người thích được người ta bảo vệ, được tạo cho em cứ cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp. Mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như con của em. Vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó? Theo con thì khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm. Bao nhiêu phần trăm? Theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là 100% hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết 100% năng lực của con, những gì con đang có. Bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi, nói bằng cả trái tim của mình nha, nhìn thẳng vào nhau, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Anh hy vọng rằng hôm nay khoảnh khắc này hãy cho nhau một cơ hội. Nếu mà chúng ta cùng nhịp tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa. Rồi. Em có suy nghĩ gì không? Em có một cái đó là trong tình cảm á, là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt. Còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng. Hết thời gian. Nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng, bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Như vậy là cô gái không bấm nút. Cho con chia sẻ một chút xíu đó. Là em đúng như anh nhận xét đó, là em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em. Nhưng mà em muốn, tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi. Chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được.
chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Dạ, em chào các chú. Như vậy là chúng ta cùng chúc tiếp nối cặp đôi thứ hai, chúc cho họ sớm được tìm một nửa yêu thương của mình. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc, đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ, chưa có một lần nắm tay ai. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, có hiểu biết, có chí cầu tiến. Cái ưu điểm em là không thích người hoàn toàn có người phụ nữ gia đình. Thì em biết vung vén cho gia đình, biết tiết kiệm, thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó, dạ. Đó, phụ nữ. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương, anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.